Đấy. Cầu à? Nhá, cầu nhá. Hello. Hello nhá. Đây là cao nhất của đỉnh núi ấy. Cao nhất của đỉnh núi các bạn nhé. Đi. Ốm thật. Ướt hết đầu rồi. Đâu hết đi. Mưa lắm. Tôi chơi mạo hiểm. Ở đây có sơ đồ đây. Nhưng mà mưa này chơi đéo. Hả? Còn 10%. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Quay 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 máy này đi. Quay nhanh lắm. Chụp cái ảnh này nên tôi chơi đâu. Phim 3D, cà phê, uống, đồ uống. Tôi chơi mạo hiểm. Tôi cứ lên mạo hiểm đi. À, đi, lên trên này. Tôi mới mang mà. Đâu? Ờ đi, đi. Máy quay nhanh hết nhỉ? Ừ. Lúc có 30% pin mà quay phát từ đấy. Giờ chúng tôi lên chơi trò chơi mạo hiểm nhé. Kia là cối cối xay gió, không phải cối xay gió mà là cái mô hình của cái phát điện. Hello các bạn nha, mình đang lên trò chơi mạo hiểm nên thử làm nhá. À, leo lên đồi nhé. Mưa lắm nhưng mà vẫn phải đi các bạn ạ. Lỡ lên đây rồi thì phải đi thôi. Mất tiền mua mâm phải đâm cái thùng. Đúng rồi. Chịu khó ốm lên chơi lần này về ốm là cũng đã. Lấy lên Sapa lên để đi được. Đúng rồi, lên Sapa đấy. Đợi tạnh lên. Mai về. Vừa nữa lên Sapa rồi. Ừ. Sapa ướt hết. Đây. Đấy, các cối xay gió. Giống kiểu cối xay gió. Kia nhà nghỉ dưỡng nhé. Kia phải nhà nghỉ dưỡng nhỉ. Cà phê đấy. Cà phê đó. Cà phê tình nhân. Cà phê tình nhân. Úi giời, mỏi. Mỏi phết đấy. Mỏi lắm các bạn ạ. Nên đây mỏi cực kỳ mỏi. Này bỏ đi chơi để tăng cường sức khỏe mà hại sức khỏe thêm các bạn.
Chào Nga. Ở nhà quê. Đấy, mình ra ngoài đây một xíu nhá, để các bạn xem xong nữa. Ok nha. Hello. Đây chúng ta rất vừa gì đó. À, 3D nha các bạn nha. Xem phim 3D. Đấy chưa có kính không ạ? Chưa có kính không ạ? Ok chưa? Đấy chưa? Đấy các bạn nha, đeo kính nha. Xem cái nha. Không. Cả nhà ơi, quay lên đây nào. Pin ơi. Pin ơi. Dùng lạnh. Ta dây an toàn các bạn. Ok. Chúng ta dây không phóng luôn đi đâu đấy. Dây rất bét ở đâu. Các bạn ơi, thắt dây an toàn chưa? Thế à? Không sao đâu, lắc nhẹ tí thôi. Chúc các con xem phim vui vẻ nhá. Bắt đầu. Chắc mất tầm độ vài chục phút. Tắm luôn đó. Nhanh nhé. À đấy. Thank you.
xem phim gì. Nhìn đi đâu? Anh ngồi bên kia cái này tí nhá. Không ngồi đâu, không ngồi đâu. Không sang đây đâu. Đi đi này. Sảng quá. Quá. Đi thật luôn. Ê, xuống ăn cơm. À, xuống ăn cơm nha bạn nhé. Nè, toàn ô ấy. Trụn hết chân rồi. Không biết là hai người có xuống không nhỉ? Hai người biết cho xuống không? Không sao. Một người để xuống, hai người. Có biết là biết rồi. Xuống sạc ấy. Đấy. Đang xuống các bạn nhé. Xem phim 3D. Chà tí. À, mỗi lần đi này tốn bao điện vừa. Điện nhà nước rồi. Một thang xuống một thang lên. Này, xuống đi. Hello nhá. Mình xuống nhá. Đấy, là xuống nhá. Là xuống bạn ấy. May là không bị. Sao để mà đi. Mấy đứa trẻ con hồn tiếc tai. Nhưng mà cũng giống thằng phép nhỉ. Nhưng mà sao máy ấy. Chỉ đường dẫn lối. Khoan em. Khoan hết. Khoan đá. Nó đục. Có đôi đồ hòn đá nó ấy xuống. Rụng xuống. Xe ai? Xịt cho nó bong lúc này đi. Còn đây không, bọn này nó làm, nó tìm hiểu địa chất của quả núi xong nó mới làm chứ. Không thì làm sao nó làm này, đúng không?
phải tìm hiểu đề xuất. Bật đá này thì biết cái bụi. Ra ngoài các bạn nhé. Nhưng mà không đi chơi được hết. Không đi chơi được hết, không tiếc. Cảm chí. Đợi. Xuống cái này. Đứng. Đứng ở cái ấy kìa. Nó quay được. Đây bạn. Sẽ qua cổng kính đường mây. Sẵn tiếp.